ngày 29 tháng 8, tờ báo Pháp Le Monde đưa tin lực lượng thuộc một công ty quân sự tư nhân của Nga có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga đang rút khỏi Burkina Faso để triển khai về tỉnh Kursk nhằm đối phó với chiến dịch của Ukraine, theo thông tin trên báo tin tức. Tờ Le Monde cho biết, đơn vị gồm 100 người được gọi là lữ đoàn cấu Beer Brigade đã đến quốc gia Tây Phi Burkina Faso vào tháng 5 để hỗ trợ chính quyền của đại úy Ibrahim Traoré, người lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 9 năm 2022. Ông Traoré đến thăm Nga vào tháng 7 năm 2023 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở Saint Petersburg, nơi ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tham dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. Theo Le Monde, ước tính có khoảng 300 binh sĩ Nga được triển khai ở Burkina Faso. Ngày 27 tháng 8, kênh Telegram của lữ đoàn gấu đang thông tin rằng đơn vị này đang quay trở lại căn cứ của mình ở Crimea liên quan đến các sự kiện gần đây. Ông Victor Yemolaev, chỉ huy lữ đoàn gấu, chia sẻ với tờ Le Monde rằng đơn vị của ông không có mối liên hệ nào với Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, tờ báo của Pháp lưu ý rằng có bằng chứng cho thấy lữ đoàn này có liên lạc với một số nhà lãnh đạo quân sự Nga. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus Bek-Yevkurov chịu trách nhiệm giám sát sự hiện diện của quân đội của Nga ở châu Phi, đã tới thăm trại quân sự Perevane của Crimea vào ngày 5 tháng 4 năm 2023 để bày tỏ sự ủng hộ. Lữ đoàn gấu được thành lập vào tháng 3 năm 2023 và là một phần của nhóm quân sự Nga có tên là Redut, tự nhận là một công ty quân sự tư nhân. Một cuộc điều tra của đài RFE năm 2023 đã tiết lộ rằng Redut do cơ quan tình báo quân sự của Nga GRU kiểm soát. Trong diễn biến khác, một quan chức giấu tên Nhà Trắng nói với tờ Politico rằng 90% số máy bay phóng bom lượn vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine đã được rút trở lại Nga, theo thông tin trên báo Người Lao Động. Trong web phân tích độc lập Frontelligence cho biết, lực lượng Nga đã di chuyển nhiều khí tài có giá trị ra khỏi khu vực biên giới Ukraine, trong đó có máy bay và trực thăng từ giữa cuối tháng 6 đến giữa tháng 7. Gần đây, đại tá Vitaly Saransev của quân đội Ukraine cho hay, chiến dịch quân sự ở Kursk đã làm giảm đáng kể việc Nga sử dụng không quân ở khu vực đông bắc Ukraine. Theo ông, trong những giai đoạn trước, họ phải đối mặt với 30-50 tên lửa phòng không mỗi ngày, chỉ riêng ở tỉnh Sumy. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn chưa đến 15 tên lửa trong ngày mới đây. Đài Al Jazeera hôm 29 tháng 8 đưa tin, các lực lượng Ukraine hoạt động tại thành phố Chasivya ở tỉnh Donetsk cũng báo cáo sự giảm sút của các cuộc tấn công bằng bom lượn trong tháng này. Ông Vadim Misny, người phát ngôn của nhóm chiến thuật Sivers, nhận định đây là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang làm suy yếu lực lượng không quân của Nga và đẩy lùi họ ra xa biên giới một chút. Ngoài ra, xuất hiện thêm bằng chứng về việc Nga gặp khó khăn trong việc ngăn chặn chiến dịch quân sự của Ukraine ở Kursk và phải tăng cường sử dụng các đơn vị tinh nhuệ để làm việc này. Theo giới phóng viên quân sự Nga và một số đoạn video được định vị địa lý, các đơn vị của hai lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 và 155, lữ đoàn đổ bộ đường không 11 và các trung đoàn đổ bộ đường không 51 và 56 đã được điều động đến Kursk. Được biết, lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 và 155 từng hoạt động ở Kharkiv, nơi Nga phát động cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 5 năm 2024. Trong khi đó, trung đoàn đổ bộ đường không 51 và lữ đoàn đổ bộ đường không 11 lần lượt có mặt ở Sivers và Chasivya. Cả hai thành phố này đều ở vùng Donetsk của Ukraine. Về tình hình mặt trận Kursk, theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực này hôm 6 tháng 8, Ukraine tổn thất tới 7.000 quân nhân, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép. Không chỉ vậy, phía Ukraine còn thiệt hại 210 phương tiện, 51 khẩu pháo, 13 hệ thống pháo phóng loạn, 5 bệ phóng tên lửa đất đối không, 10 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không. Tuy nhiên, những con số này không được Ukraine thừa nhận và cũng không được kiểm chứng độc lập. Ngày 28 tháng 8, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lính đánh thuê nước ngoài đang tích cực tham gia cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Cùng ngày, ông David Cohen, phó giám đốc tình báo trung ương CIA Mỹ nhận định lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn ở Kursk. Theo ông David Cohen, mặc dù Ukraine tuyên bố không có kế hoạch sáp nhập khu vực đã kiểm soát ở Nga, song quân đội Kiev đang xây dựng các tuyến phòng thủ và dường như có ý định giữ lại một phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian. Hiện tại đang có những thông tin khác nhau về số lượng binh sĩ Nga được rút từ Ukraine về Kursk. Đại tướng Oleksandr Sisky, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ước tính con số đó vào khoảng 30.000. Nếu đúng như vậy thì đây là một con số đáng kể so với hơn 700.000 binh sĩ Nga được ước tính có mặt ở Ukraine.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ ước tính Nga sẽ cần 60.000 binh sĩ để giành lại lãnh thổ ở Kursk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Quốc tế Anh cũng nhất trí với con số này. Quân đội Nga hiện vẫn đang tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng Kiev tại khu vực Kursk, đẩy lùi những nỗ lực mới của binh sĩ Ukraine nhằm tiến sâu hơn vào khu vực Nga, đồng thời loại bỏ binh sĩ đối phương ẩn náu trong các vành đai rừng. Chỉ huy một đơn vị của Nga cho biết, mỗi ngày chúng tôi đều nhận được thông tin từ các khu vực biên giới của mình về tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị của đối phương. Hơn nữa, những thông tin này thường được xác nhận bằng các tài liệu ảnh và video do công chúng liên quan đến chiến tranh công bố. Và một đoạn phim đã được đăng trực tuyến mới đây cho thấy những người lính Nga đến từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9 cầm biểu ngữ của tiểu đoàn tấn công nhảy dù số 82 của quân đội Ukraine, lực lượng được biết đến là được trang bị rất nhiều vũ khí và phương tiện hiện đại, bị bắt trong quá trình Nga tiến hành chiến dịch loại bỏ quân của đối phương. Chúng tôi đã tiêu diệt lính đánh thuê từ một lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt của lực lượng vũ trang Ukraine, những kẻ đã xâm nhập vào đất của chúng tôi để giết hại và hãm hiếp dân thường, trẻ em, phụ nữ và người già. Chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép điều này. Điều đáng chú ý là, mặc dù cuộc tấn công bị đình trệ và phải hứng chịu tổn thất lớn, Kiev vẫn tiếp tục chuyển lực lượng dự bị, sẵn sàng chiến đấu đến hướng Kursk để cố gắng đạt được hiệu ứng truyền thông tối đa. Đồng thời, ngay lúc này, lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận Donbass, dưới sức ép của các cuộc tấn công uy lực của quân đội Nga, đang phải tháo chạy nhanh chóng. Với những chiến thắng mà quân đội Nga đã đạt được ở Donbass, nhiều chuyên gia nhận định kết quả này sẽ vô hiệu hóa những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky ở khu vực biên giới Nga và cuối cùng có thể dẫn đến thất bại chiến lược của quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletchuk sau khi một trong những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của nước này bị rơi trong lúc nỗ lực đẩy lùi một cuộc tấn công đường không của Nga, khiến một phi công thiệt mạng hôm 26 tháng 8, AFP đưa tin. Ông Zelensky nói trong một bài phát biểu, "Chúng ta cần bảo vệ người dân, bảo vệ nhân lực, chăm sóc tất cả các binh sĩ của chúng ta." Quyết định cách chức nhân sự cấp cao được ông Zelensky đưa ra chỉ một ngày sau khi thông tin về vụ việc được Ukraine xác nhận. Trong một video bày tỏ quan điểm, ông Zelensky nói rằng ông đã quyết định thay thế chỉ huy không quân để tăng cường khả năng lãnh đạo của quân đội Ukraine. Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố sắc lệnh chính thức sa thải ông Mykola Oletchuk khỏi vị trí này. Vụ rơi tiêm kích F-16 là một bước lùi đáng chú ý đối với Kiev sau nhiều tháng nước này vận động phương Tây gửi các chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên này cho mình. Đây là tổn thất đầu tiên được ghi nhận chỉ vài tuần sau khi Ukraine bắt đầu tiếp nhận F-16 do Mỹ sản xuất. Trong một bài đăng trên tài khoản Telegram chính thức, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezukla cho biết, chiếc F-16 nhiều khả năng bị bắn hạ bởi chính hệ thống phòng không Patriot của Ukraine do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị. Trước những cáo buộc này, ông Oletchuk hôm 30 tháng 8 đã cáo buộc bà Bezukla tìm cách gây mất uy tín với các lãnh đạo quân sự của Ukraine và cho biết mọi cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc đang được tiến hành. Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine loại bỏ một lãnh đạo quân sự cấp cao. Trước đó, trong năm nay, ông đã sa thải Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluny. Ông Zelensky không cung cấp thêm chi tiết về lý do ông quyết định thay thế tư lệnh không quân, chỉ nói rằng đội ngũ chỉ huy của ông cần phải mạnh mẽ hơn. Trung tướng Anatoly Kirivonoko, người dẫn đầu hoạt động của không quân ở khu vực miền trung Ukraine, sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chỉ huy tổng thể, AFP dẫn nguồn không quân Ukraine cho hay. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến 22 giờ ngày 29 tháng 8, tổng cộng đã có 156 cuộc giao tranh diễn ra kể từ đầu ngày. Lực lượng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, bằng 3 tên lửa và 43 cuộc không kích, thả 60 quả bom dẫn đường. Nga cũng triển khai hơn 500 máy bay không người lái Kamikaze và khai hỏa hơn 3.000 lần vào các vị trí và khu định cư của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Đặc biệt, quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công trên mặt trận Pokrov kể từ đầu ngày. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, Pokrov vẫn là mặt trận diễn ra nhiều cuộc giao tranh nhất. Đối phương đã tiến hành 40 cuộc tấn công và hành động tấn công ở đây trong ngày. Cường độ tấn công lớn nhất của quân đội Nga được ghi nhận ở và xung quanh các khu định cư Vodvizhenka, Zelene Pole, Miroliubivka, Hrodivka, Novohrodivka, Kalivka, Marinivka và Mikhailivka. Tổng cộng,
quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công trên mặt trận Pokrov và 8 cuộc tấn công khác vẫn đang tiếp diễn. Tình hình rất khó khăn, nhưng quân đội của chúng tôi đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ. Hoạt động của Nga cũng rất đáng chú ý trên mặt trận Kurakhove. Cho đến nay, đã có 30 cuộc giao tranh diễn ra ở mặt trận này. Nga vẫn rất tích cực khi cố gắng tiến vào các khu vực Krasnohorivka, Kostiantynivka và Heohivka. Các đơn vị thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của đối phương và 4 cuộc tấn công vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay việc dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa do các đối tác quốc tế cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga sẽ giúp Ukraine chấm dứt chiến sự sớm nhất có thể. Ông Zelensky nói, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng quyết tâm hiện nay là dỡ bỏ các hạn chế về các cuộc tấn công tầm xa đối với Ukraine ngay bây giờ. Điều này sẽ giúp chúng tôi chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt theo cách công bằng cho Ukraine và toàn thế giới. Việc bảo vệ sự sống có cùng ý nghĩa ở khắp mọi nơi. Tôi cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đang giúp đỡ chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trong một cuộc họp diễn ra tuần trước cho biết điều quan trọng đối với Ukraine lúc này là không cho phép Nga tập trung lực lượng gần biên giới của mình. Điều quan trọng không kém khác là phải có khả năng tiêu diệt các mục tiêu quân sự sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tấn công tầm xa do các đối tác cung cấp. Giới lãnh đạo Ukraine cũng thường xuyên liên lạc với các đối tác về nhu cầu sử dụng năng lực tầm xa để thực hiện các nhiệm vụ nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo hãng thông tấn TASS, trong ngày qua, các đơn vị của nhóm tác chiến phương Bắc dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh đội đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine theo hướng các khu định cư Korenevo và Cherkaskoye Oreknoye ở vùng Kursk. Quân đội Nga cũng thành công ngăn chặn các nỗ lực tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu định cư Boki, Kremianoye, Spanoye, Martinovka và Cherkaskaya Konopenka. Máy bay phản lực của Nga tấn công vào khu dự trữ của Ukraine tại 11 khu định cư ở vùng Sumy, giáp biên giới tỉnh Kursk của nước này. Ukraine cũng được cho là đã mất hơn 400 quân và 29 xe bọc thép, bao gồm 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 27 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 1 khẩu pháo, 1 bệ phóng MLRS, 1 súng cối và 17 xe quân sự. Kể từ khi bắt đầu chiến sự, tổn thất của Ukraine đã lên tới 7.450 quân nhân, 74 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 486 xe chiến đấu bọc thép, 227 xe, 52 khẩu pháo, 15 bệ phóng tên lửa nhiều nòng, bao gồm 4 hệ thống HIMA và 1 hệ thống MLRS, cũng như 5 hệ thống tên lửa phòng không khác. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã phá hủy 10 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 thiết bị kỹ thuật quân sự, bao gồm 2 xe phá hủy kỹ thuật và 1 xe giả phá mìn UR-77 của lực lượng Ukraine. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết, quân đội Ukraine đang gấp rút xây dựng các tuyến phòng thủ ở một số khu vực thuộc vùng Kursk trước đà phản công của Ukraine. Ông Apti Alaudinov nói, ở hầu hết các khu vực Ukraine đã kiểm soát, họ đang tích cực đào hào và xây dựng các tuyến phòng thủ. Chỉ ở một số điểm, đối phương đang cố gắng vượt qua các vị trí của chúng tôi, diễn biến phù hợp với tình hình lúc này. Trong khi đó, các nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ Nga, RRC, chi nhánh khu vực Kursk đã chuyển 257 tấn hàng hóa cần thiết cho các cư dân ở nơi bị Ukraine pháo kích. RRC cũng hỗ trợ các nạn nhân tại các trung tâm tạm trú bằng cách cung cấp đồ gia dụng và hỗ trợ tâm lý. Ngoài ra, hơn 2.600 cư dân của vùng Kursk đã nhận được phiếu mua thuốc có mệnh giá 3.000 rúp, tương đương 33 đô la Mỹ để mua thuốc tại các hiệu thuốc. Các phiếu này cũng được trao cho người khuyết tật, người già, cha mẹ đơn thân và gia đình đông con. Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí mà họ có thể viện trợ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết. Ông nói với hãng thông tấn PAP, tính đến hôm nay, mọi thứ chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine đều đã được chuyển đến cho Kiev. Ông nói thêm, chính phủ Ba Lan hiện tại và cả tiền nhiệm đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp cho họ. Quan chức quốc phòng cấp cao chỉ ra rằng, đối với ông, an ninh của nhà nước Ba Lan luôn là mục tiêu tối cao và mọi quyết định mà Warsaw đưa ra đều hướng đến an ninh của đất nước. Ông Kosiniak-Kamysz kết luận,
Chúng tôi biết rằng Ukraine cần nhiều loại vũ khí, nhưng các đối tác của chúng tôi từ Ukraine phải hiểu rằng Ba Lan phải duy trì năng lực của mình. Đối với tôi, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, đây là ưu tiên hàng đầu. Hồi đầu tuần, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo rằng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Warsaw đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau, gồm xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lựu pháo. Tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới gần 100 tỷ zloty, gần 25,9 tỷ đô la Mỹ. Bao gồm 12 tỷ zloty, gần 3,1 tỷ đô la Mỹ chi cho vũ khí, Tổng thống cho biết. Ngoài ra, ông Kosiniak Kamit cho biết Ba Lan hiểu đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 của Warsaw cho Ukraine. Tuy nhiên, Ba Lan chỉ có thể thực hiện được điều này sau khi nhận được máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế các chiếc tiêm kích MiG, bao gồm F-35 mà Warsaw mua của Mỹ. Ông nói thêm, chỉ sau khi nhận được máy bay mới, chúng tôi mới có thể loại biên những máy bay cũ, chẳng hạn như MiG-29, hiện vẫn đang được sử dụng, đặc biệt là để bảo vệ không phận Ba Lan. Chỉ khi đó, chúng tôi mới đưa ra quyết định viện trợ Ukraine. Vào tháng 7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này có thể cân nhắc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine nếu họ có thể tìm được máy bay thay thế. Hồi đầu tuần, ông Zelensky kêu gọi Ba Lan đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Theo Politico, giới chức Ukraine chuẩn bị gửi cho các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội của Kiev có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp. Kiev dường như đang sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Các hạn chế của Mỹ và phương Tây khiến Ukraine cảm thấy họ đang phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Mặc dù trước đây, Ukraine từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là có điều chỉnh và bổ sung nhiều hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak, sẽ tới Washington trong tuần này và trình danh sách nói trên lên chính quyền Mỹ. Từ nhiều tháng qua, Mỹ vẫn giữ quan điểm rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ không tạo ra khác biệt về mặt chiến lược trong cuộc xung đột hiện nay, vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng nhất, bao gồm cả máy bay, tới các khu vực cách xa biên giới và nằm ngoài tầm tấn công. Dù vậy, Ukraine đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao mà họ có thể nhắm tới bằng tên lửa do Mỹ cung cấp và hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 26 tháng 8, không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí đối với Ukraine, trong khi phía Nga lại không phải chịu những hạn chế như vậy. Bên phòng thủ không nên phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào về vũ khí. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về thông tin trên. Hàng trăm mục tiêu thuộc Nga nằm trong tầm bắn của vũ khí Mỹ. Mỹ đã gửi ATAC-MS tầm xa cho Ukraine từ đầu năm nay, nhưng chỉ được phép sử dụng trong các cuộc tấn công mục tiêu trong lãnh thổ nước này và bán đảo Crimea, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ mới đây công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy khoảng 250 mục tiêu của Nga hiện nằm trong tầm bắn của ATAC-MS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. ISW nhấn mạnh sẽ cực kỳ khó hoặc không thể đối với Nga để nhanh chóng di rời tài sản khỏi những nơi này. ISW đánh giá chỉ có 17 trong số 250 cơ sở này là sân bay, do đó quân đội Nga khó có khả năng tái bố trí tài sản khỏi tất cả 233 cơ sở còn lại ở mức độ tương tự như những gì họ đã làm với vũ khí hàng không. Cũng theo cơ quan này, các lực lượng Ukraine không cần phải tấn công từng mục tiêu quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi mà vũ khí phương Tây cung cấp để bắt đầu tạo ra áp lực hoạt động đáng kể lên quân đội Nga. Trên thực tế, Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS trang bị tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng có tầm bắn ngắn hơn ATAC-MS. Theo ISW, chỉ có 20 trong số 250 mục tiêu tiềm năng của Nga nằm trong tầm bắn của GMLRS. Trong khi đó, Mỹ đã cấp cho Ukraine hai phiên bản tên lửa ATAC-MS có tầm bắn là 165 km và 300 km.